diện trong video quay trên tàu điện ngầm. Đoạn video được đăng tải lên mạng bởi một người dùng Trung Quốc, với hình ảnh về chiếc Note 10 cộng có vẻ như là một nguyên mẫu với đầy đủ các chức năng. Thiết bị có camera selfie đục lỗ nằm giữa mặt trước màn hình, viền bezel cực mỏng và màn hình dường như không cong, nhưng cũng có khả năng nó bị che bởi phần vỏ bảo vệ đối với các nguyên mẫu. Hình ảnh trong đoạn video ngắn cho thấy, người dùng đang sử dụng Note 10 cộng qua giao diện One UI nhưng không thấy được nhiều thứ khác. Theo suy đoán từ các thông tin trước đó, Note 10+ cộng có tỷ lệ màn hình so với thân máy cao nhất so với bất kỳ smartphone nào hiện nay trên thị trường. Viền trên của nó cũng chỉ ở mức 2mm, trong khi viền dưới có kích thước 3,7mm, viền cạnh bên chỉ 1,5mm. Các thông tin dò dỉ trước đó cho biết Galaxy Note 10+ cộng có màn hình Dynamic AMOLED 6,8 inch với độ phân giải QHD+. Cộng. Kích thước thực tế của Note 10+ cộng là 162,3 x 77,1 x 7,9mm. Máy sử dụng chip Snapdragon 855 hoặc Exynos 9820 tùy thuộc vào khu vực. Note 10+ được trang bị RAM tối đa 12GB và 512GB bộ nhớ lưu trữ UFS 3.0. Ở mặt sau, Note 10+ được thiết kế cụm camera 4 ống kính theo chiều dọc với gồm 12MP, 16MP và 12MP và cảm biến tóc Dung lượng pin của Note 10+ được đồn đoán là 4300mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên tới 45W. Người dùng có thể đặt hàng từ ngày mùng 7 tháng 8 và bộ đôi Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+ sẽ lên kệ vào ngày 23 tháng 8 tới.